Hạnh phúc trong tầm tay chỉ với 20 điều cần làm ngay, phần 1. Các bạn cùng nghe và cảm nhận nhé. Chỉ dành thời gian cho những người đúng đắn. Đó là ai? Là người biết khích lệ, biết nói những lời tích cực với bạn. Là người có thể mang lại cho bạn cảm giác bạn được đồng hành. Là người không chê bai, dè bỉu, không truyền sự tiêu cực. Là người sẽ bên bạn vô điều kiện, hãy ở bên họ. Dám đối mặt với khó khăn. Bản lĩnh của một người chỉ thể hiện ra ở cách mà họ đối diện với khó khăn. Có thể bạn không thể giải quyết nó, hoặc giải quyết theo cách sai lầm, nhưng lúc nào cũng cần đối diện trước đã. Thành thật với chính mình. Có nhiều người không nhận ra là họ đang nói dối với chính bản thân mình. Họ tránh thừa nhận những suy nghĩ thật bên trong, những quan điểm sống, những ước mơ hoài bão riêng. Vì một số lý do gì đó như đám đông chẳng hạn, họ dần dần dối trá với chính bản thân mình, và điều đó chỉ khiến cuộc sống ngày càng tệ đi thôi. Đặt niềm vui của bản thân lên hàng đầu. Làm ơn đi, hãy đặt hạnh phúc của chính mình lên trên hết. Nếu ngay cả bản thân bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc, thì làm sao bạn mang đến hạnh phúc cho người khác? Làm sao có động lực để sống sót trong xã hội đang quá thiếu hạnh phúc? Là chính mình một cách thành thật và đầy tự hào. Cố gắng trở thành một người khác là cách nhanh nhất để lãng phí những tiềm năng bên trong con người bạn. Hãy là chính mình thôi, đầy khiếm khuyết, nỗi lo. Nhưng riêng việc can đảm là chính mình và đối diện với những góc khuất đã là một việc đáng tự hào rồi. Sống và tập trung hết mình cho hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lai còn xa, chỉ có hiện tại là ở đây, ngay bây giờ. Bạn không có ngày hôm qua để trở lại, cũng không thể biết ngày mai sẽ như thế nào. Vậy tại sao cứ giá như, hoặc để mai tính? Coi những sai lầm là bài học. Sai lầm là một phần của trưởng thành. Không ai lớn khôn mà không một lần mắc lỗi. Thế nhưng, thước đo bản lĩnh của con người nằm ở phần phía sau đó. Có rút ra được bài học không? Có nhận thức sâu sắc những gì mình vừa trải qua không? Và nếu sai lầm lặp lại, bạn sẽ biết cách giải quyết nó tốt hơn rồi chứ. Hài lòng với những gì mình có. Có một bi kịch ở thế giới hiện đại ngày nay là con người luôn luôn không hài lòng với những gì mình đang có. Có được món A, họ sẽ muốn món B, kiếm được ít tiền, họ sẽ càng muốn kiếm thêm y tiền nữa. Rồi họ than vãn về hạnh phúc, về sự khổ cực. Hãy nhớ rằng, bạn không thể dành cả đời để làm việc, để rồi chết đi trong sự dư thừa của cuộc cải. Biết ơn những gì đang có là cách để bạn luôn cảm thấy cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Tự tạo hạnh phúc cho mình. Đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác, cũng đừng bao giờ mong chờ họ sẽ mang hạnh phúc đến. Hạnh phúc là của mình, do mình quyết định và nắm giữ. Cứ làm đi, sai thì sửa. Ai cũng sống có một lần mà. Bạn không thể chắc chắn cái này sẽ có hiệu quả 100%, nhưng nếu không làm gì thì nó tất nhiên sẽ không bao giờ có hiệu quả. Vậy tại sao không làm? Đừng mất quá nhiều thời gian để phân tích thiệt hơn. Đằng nào bạn cũng sẽ thu về cho mình một cái gì đó, bất kể thất bại hay thành công. Biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời. Tôi tưởng, không phải lỗi của tôi, đây là một sự cố không ai muốn, là những cụm từ tuyệt nhiên đừng sử dụng ngay khi bạn vừa làm ra lỗi lầm nào đó. Hãy tập chịu trách nhiệm nào. Không yêu thì đừng bắt đầu mối quan hệ. Nếu còn lăn tăn, do dự thì đừng tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với người đó. Hãy chỉ yêu chỉ khi nào cả hai sẵn sàng và bên trong bạn đang ngập tràn một niềm háo hức được khám phá tình yêu vào đối phương. Tuyệt đối đừng yêu vì bất kỳ lý do nào khác ngoài tình yêu. Chúc mừng thành công của người khác. Ganh tị hoặc uất ức vì thành công của người khác không khiến bạn thành công hơn đâu. Thay vào đó, hãy chúc mừng họ, dành cho họ những lời khen tặng. Cho đi cái gì sẽ nhận về cái đó. Hãy tin rằng rồi cũng chính họ sẽ là người chúc mừng đầu tiên khi bạn gặt hái thành công. Tìm kiếm sự tích cực trong khó khăn. Cái gì cũng có hai mặt, trở ngại hay khó khăn nào cũng có mặt tốt của nó. Hãy tìm kiếm, đừng để sự tiêu cực mà nó mang lại nhấn chìm bạn. Ví như thất tình, thay vì nghĩ chắc hẳn bạn rất tệ thì người ta mới bỏ bạn, hãy nghĩ rằng họ đang cho bạn cơ hội để gặp gỡ một người tốt hơn thôi. Học cách tha thứ. Ôm hận trong lòng không bao giờ khiến bạn hạnh phúc hơn. Dù có quên được hay không quên được chuyện tồi tệ mà ai đó đã gây ra cho bạn, thì hãy cứ tha thứ. Không ai sống trong quá khứ mãi được. Luôn biết giúp đỡ những người xung quanh. Hành động này có thể khiến cuộc sống của bạn bừng sáng hơn, cũng như giúp tâm hồn bạn nhẹ nhàng, sảng khoái hơn. Chẳng phải mọi người luôn bảo làm việc tốt xong thì bản thân cảm thấy vui vẻ hơn là gì? Biết nghỉ ngơi đúng lúc. Ngồi xuống và thư giãn nào. Hãy tập nuông chiều bản thân những lúc bạn cảm thấy nó đang báo động. Sự thật là nhịp sống hiện đại khiến con người lúc nào cũng cảm thấy sắp hết thời gian rồi, và cứ bào mòn sức lực, trí tuệ vào công việc,
kiếm tiền, sau đó lại dùng tiền để chữa bệnh. Vậy tại sao không phòng bệnh? Không có gì hoàn hảo trên đời. Sự thật là chẳng có gì hoàn hảo. Nếu điều đó đã tốt rồi thì hãy chấp nhận nó. Cuộc sống sẽ tốt hơn khi ta biết chấp nhận cái tốt và ngừng tìm kiếm những điều hoàn hảo. Trân trọng những giây phút nhỏ nhặt trong đời. Cuối cùng, bạn nên biết rằng hạnh phúc sẽ luôn đến từ những điều nhỏ nhặt chứ chẳng từ điều gì xa xôi, to lớn cả. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé.